Hello, xin chào toàn thể anh chị, chào mừng anh chị trở lại với kênh ITP Club Channel. Tôi là Nhất Ichimoku. Hiện tại tôi đang sinh hoạt trong tổ tư vấn tín hiệu, cũng là thành viên của câu lạc bộ ITP được nhiều năm qua. Thì trong cái video ngày hôm nay thì Nhất sẽ chia sẻ cho anh chị hai cổ phiếu ngân hàng có cơ hội tăng trong thời gian tới. Thì nói về những cổ phiếu dòng ngân hàng thì ở cái nhịp hiện tại thì Nhất thấy rằng đối với cổ phiếu PB Bank, nó là những cổ phiếu tích lũy ở nền trên, là những cổ phiếu sáng giá nhất ở những cái nhịp này. Kịch bản mà ngân hàng phục hồi đi lên thì đối với góc nhìn của Nhất thì cổ phiếu VB Bank nó sẽ chạy cũng tương đối là mạnh. Thì trong cái room Zalo ngày hôm nay thì Nhất cũng vừa chia sẻ đến anh chị em ở trên cái room giao lưu như này về cái điểm mua của cổ phiếu VB Bank, cũng là cái điểm khuyến nghị ở trong room VIP nha anh chị nha, mua VB Bank ở vùng giá 37.3, 37.35. Thì vừa lấy thì nó có 37.3, 37.35 thì thời điểm hiện tại nó bật tăng rồi. Thì với góc nhìn của Nhất thì cái điểm này anh chị vẫn có thể mua được đối với VB Bank. Nhanh chậm một vài like nó không thành vấn đề nhé. Hôm nay là ngày 15 tháng 10. Đây là cổ phiếu của kênh trên. Và một cổ phiếu của kênh trên nữa là cổ phiếu SHB nhưng đang trong nhịp điều chỉnh. Đó, như vậy thì đối với hai cổ phiếu này, một là có một cổ phiếu VBB anh chị mua khi nó đang có một cái sự breakout trong ngắn hạn, đó là cái điểm mua trong ngắn hạn. Cái thứ hai là cái điểm mua điều chỉnh về vùng hỗ trợ thì SHB đang có giá 28.2, anh chị có thể mua 28.2 SHB này. Đó anh chị nha. Đó. Như vậy thì Nhất cũng vừa chia sẻ cho anh chị hai cái cổ phiếu dòng ngân hàng mà có khả năng bật tăng trong T cộng và trong trung hạn như anh chị nha, hai cổ phiếu này. Ok, như vậy thì ở trong room khuyến nghị thì hôm nay Nhất cũng vừa mới ra một cái lệnh là VB Bank. Đây anh chị nha. Đó. Đây, Nhất vừa mới ra một cái lệnh 15 tháng 10 này, VB Bank này. Mua 37.3, 37.35, chốt lời 43. Cắt lỗ là 35 nha anh chị nha. Rồi, còn SHB thì thời điểm hiện tại là room đã có SHB rồi. Mua hôm mùng 5 tháng 10 28.6, 28.7 và phiên ngày nay nó điều chỉnh lại về cái vùng 28.2, anh chị vẫn có thể là mua được. Cái nhịp điều chỉnh này là cái vùng giá tốt nhất ở thời điểm hiện tại để cho anh chị mua nha anh chị nha. Đó thì ngoài những cái buổi những cái video như này thì nếu như anh chị chưa có room chứng khoán nào, những room khuyến nghị nào chất lượng thì anh chị có thể là tham khảo đối với room khuyến nghị này của Nhất cũng như là anh em ITP anh chị nhé. Tất cả những cái điểm mua điểm bán đều có cắt lỗ chốt lời đầy đủ, và đối với room này thì cái tiêu chí của nó là tiêu chí gồng lãi chứ không gồng lỗ anh chị nhé. Cắt lỗ quyết liệt và lãi thì phải tối ưu hóa được lợi nhuận. Đó, không quan trọng đúng sai, quan trọng là đúng thì kiếm bao nhiêu tiền và sai là mất bao nhiêu tiền anh chị nhé. Đó cho nên là thấy này, các cái lệnh cắt lỗ là thường là dưới 5-7%, nhưng lệnh chốt lời thì thường là gấp đôi gấp ba lần những cái lệnh cắt lỗ. Ví dụ anh chị cắt lỗ là 5% thì chốt lời thường là 10%, 15%, thậm chí là 30-40% là cái chuyện bình thường anh chị nhé. Đó, vẫn đây này, những cái room khuyến nghị này vẫn tuân thủ cắt lỗ chốt lời như vậy anh chị nhé. Đó, lời thì phải tối ưu hóa được lợi nhuận. Đó. Đó, anh chị nhìn này, VND nhịp vừa rồi là chốt lời 128% này. Đó. Đó. Đúng không ạ? Và lợi nhuận 20%, 30% là chuyện bình thường, nhưng cắt lỗ thì anh chị thấy đấy, hạn chế rủi ro, hạn chế cắt lỗ nó thiệt hại nặng, đúng không anh chị? Đó. Đây cũng vậy nhá, vẫn là cái tâm thế như vậy. Đây là danh mục cổ phiếu tháng 8. Đúng không ạ? Và tháng 9 cũng là một cái tháng rất là khó khăn. Nhưng room khuyến nghị cũng vẫn với tuân thủ cắt lỗ sớm và tối ưu hóa lợi nhuận khi mà chúng ta đúng không ạ? Đó anh chị thấy 19 lệnh đã bán trong tháng 9 thì phải đến 10 lệnh là cắt lỗ, nhưng cắt lỗ thì tầm 3% đến 5% trung bình thôi. Nhưng những 9 cái lệnh chốt lời còn lại thì gấp đôi gấp 3 lần thì nó vẫn sinh ra lợi nhuận là trung bình là gần 5% trên một lệnh. Đúng không ạ? Đó, tháng 9 phải nói là một cái tháng rất khó khăn. Nhưng với cái tiêu chí này, kim chỉ nam,
giao dịch quản trị rủi ro như này thì vẫn mang lại lợi nhuận dành cho anh chị, đúng không ạ? Đây là tháng 9 và thời điểm hiện tại là room khuyến nghị tháng 10 đây. Đây là tháng 10 anh chị nha. Đây là mùng 4 tháng 10 không phải. Đó. Đây là cập nhật đến ngày 14 tháng 10 anh chị nhé. Danh mục cổ phiếu nắm giữ này vẫn là cái kịch bản cắt lỗ thì quyết liệt, nhưng một khi đúng thì phải tối ưu hóa được lợi nhuận. Cho nên anh chị thấy 10%, 20% là chuyện bình thường, đúng không ạ? Đó, 25% này KBC này, đúng không ạ? Và Zoom chứng khoán 1 này. Đó. Cắt lỗ thì vẫn là tuân thủ, đúng không? Danh mục cổ phiếu đang nắm giữ và danh mục cổ phiếu đã bán trong tháng 10, đến thời điểm hiện tại là giữa tháng 10 thôi, nó mới được đâu đó tầm khoảng 15 đến 14 ngày, đúng không ạ? Đó. Thì đây là cái room mà quản trị danh mục đối với anh chị mà bận rộn mà không bám sát được với thị trường, cũng tương đối là hữu ích anh chị nhé. Và đặc biệt là đối với anh chị mà mua bán tràn lan, không quản trị được danh mục, thì cái room này là cái room quản trị danh mục cho anh chị tương đối tốt. Các thành viên trong team sẽ bám sát cổ phiếu của anh chị thường xuyên và hàng ngày và hàng giờ anh chị nhé. Đó, cho nên là cái việc mà anh chị mua bán tràn lan không bám sát được thì cái room này nó sẽ hữu ích như vậy dành đến cho anh chị. Và đối với những anh chị mà nhà đầu tư mới tham gia, nhà đầu tư F0 ấy, thì đây cũng chính là cái room để anh chị tiếp cận đối với thị trường chứng khoán, những cái phương pháp giao dịch nó nghiêm túc nhất, nó chuẩn chỉnh nhất nha anh chị nha. Đó, để anh chị tiếp cận đến với thị trường chứng khoán một cách hạn chế rủi ro cũng như là tối ưu hóa lợi nhuận. Thông thường thì đối với anh chị em nhà đầu tư lâu năm cũng kinh nghiệm vẫn vướng phải những cái tâm lý cá nhân là gồng lỗ và chốt lời lon, chứ chưa nói đến là anh chị em mới tham gia và thị trường anh chị nhé. Cho nên là đây chính là cái room mà rất là hữu ích dành cho anh chị trong thời gian tới. Thì nếu như anh chị nào quen biết những anh chị em mới tham gia vào thị trường, nhà đầu tư F0 chưa có ai hỗ trợ, chưa có nhân viên chăm sóc, thì anh chị có thể là kết nối giúp em nhất anh chị nhé. Dù anh chị có nhân viên chăm sóc hay không có nhân viên chăm sóc thì cái phí giao dịch của anh chị vẫn vậy, bởi vì nhất thấy rằng rất nhiều anh chị chưa có ai hỗ trợ cái giao dịch một mình, nhiều khi chưa biết được, chưa thấy được những sự rủi ro, cái sự biến hóa khôn lường ở thị trường chứng khoán anh chị nhé. Ok, như vậy thì nếu anh chị quen biết ai thì anh chị có thể là kết nối giúp em nhất như anh chị nhé, để anh em nhất hỗ trợ anh chị trong đầu tư để tối ưu hóa lợi nhuận cũng như là hạn chế cái rủi ro trên thị trường chứng khoán. Ok, cuối cùng thì cảm ơn anh chị đã quan tâm lắng nghe và hẹn gặp lại anh chị vào chương trình này lần sau. Xin chân thành cảm ơn.